trả không? Dạ. Xin chào quý khán giả của 4Xe TV. Hôm nay Andrew đến thăm showroom của VinFast ngay tại Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thăm showroom. Như các quang cảnh mà anh Lân thấy showroom ở Hà Nội ngày hôm nay, một ngày đẹp trời như thế này, thì anh thấy như thế nào ạ? Thấy to. Ok, rất to phải không ạ? Showroom bây giờ to. Để Andrew cắm sạc vào cái xe, sau đó chúng ta sẽ vào bên trong. Tranh thủ sạc trước phải không? Mấy cái đầu này là đầu kiểu... Đây là cái đầu sạc theo tiêu chuẩn của quốc tế và Âu Châu. Các nước trên thế giới hoặc là Mỹ cũng có thể sạc được. Nó chỉ khác với thằng Tesla thôi. Và khác với thằng Mỹ. Mỹ thì sạc nó chỉ có khúc trên thôi mà nó không có khúc dưới này. Đây là đầu sạc nói chung là universal mới nhất hiện nay. Bạn phải tháo cái này ra nha. Và đây là chiếc VF8. Bắt đầu bán ở đã bán thị trường Việt Nam rồi nhưng mà đã bắt đầu bán vào thị trường Mỹ. Dạ. Cho nên chúng ta đi vào. Xin chào. Xin chào. À, xin chào. Xin chào. Wow, showroom đó. Xin chào các bạn. Đây là theo Andrew được biết là showroom của VinFast đã mở cửa từ năm 2019 và đã bán những dòng xe điện. Đã bán trên 200-300 con xe điện rồi. Và bây giờ đây showroom đang chuẩn bị mở ra. Và đã từng bán được khoảng cỡ trên 100 con xe VF8. Đây là một trong những chiếc VF8 hiện nay của showroom. Với tất cả các màu đã có sẵn, cũng như là có một dàn xe gọi là motor điện đang xếp ở đây luôn và cũng sẵn sàng phục vụ khách hàng. Andrew được biết rằng là ở trong cái showroom này á, thì cái diện tích sử dụng tại showroom này khoảng 3.500 m2, và có một cái 1.000 m2 phía trước này là được dành cho phòng trưng bày và phòng tiếp khách, trong đó có phòng tiếp khách VIP nữa. Và bên hông này thì có một cái phòng gọi là phòng giao xe cho khách. Bây giờ mời các bạn vào trong phòng đợi là để dịch vụ cũng như là phòng đợi để mà mua xe. Chúng ta theo chân Andrew nha. Khi khách hàng đến đây thì có rất là nhiều thông tin và sẵn sàng là receptionist tiếp tân cũng sẽ tiếp khách các bạn. Trong này thì có phòng chờ để cho khách hàng bước vào đây để mà mua xe. Phòng tư vấn là phòng VIP ở bên này. Chúng ta thấy tư vấn ngay bên ngoài này luôn nè. Dạ. Đây là phòng tư vấn, phòng VIP cho những khách hàng giống như là anh Lân vậy đó. Phòng VIP. Khi chúng ta vào bên trong này thì đây là phòng chờ cho khách hàng chờ dịch vụ. Có nghĩa là các bạn có những cái xe các bạn đã mua rồi, dịch vụ hậu mãi, thì các bạn đem xe đến đây để mà một là bảo hành, hay là cần làm những cái dịch vụ khác cho xe, chăm sóc xe. Trước khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác, biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp, và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Rồi các bạn theo cho Andrew vào phòng chờ dịch vụ nha. Tại trong đây thì là phòng chờ dành cho những chủ nhân của những chiếc xe mà các bạn đã mua rồi. Trong phòng này thì có thể ngồi được tới 16 người một cách rất thoải mái. Phòng chờ bên đây thì có các bạn trong nhân viên tiếp nhận xe cũng như là mở hồ sơ dịch vụ khách hàng. Và chúng ta thấy nhìn xuyên qua cái cánh cửa này, tí xíu nữa chúng ta sẽ đi bọc ra đằng sau, chúng ta sẽ thấy là xe của các bạn được chăm sóc như thế nào nha. Bây giờ chúng ta đi ra lòng trước để Andrew giới thiệu thêm một phần các dòng xe hai bánh đang bán ở phía trước. Sau đó chúng ta đi vòng qua bên ngoài để chúng ta vào phòng dịch vụ đằng sau. Đây là các bạn
nhân viên của phòng dịch vụ với nụ cười rất là tươi. Cảm ơn các bạn. Trong phòng sảnh thì chúng ta thấy ở đây có chiếc Lux A. Lux A 2 chấm. Là dòng xe xăng đó. Dòng xe xăng mà máy chỉ có dung tích 2.0 thôi. Thì nó rất là tiết kiệm xăng so với cái thị trường của Mỹ. Thì những dòng xe xăng này toàn là 3 chấm mấy không à. Bên đây chúng ta thấy có một số các xe hai bánh điện. Giá của nó là khoảng 56 triệu. Giá bán đã bao gồm sạc và thuế là 56 triệu cho một chiếc xe điện. $56 triệu thì chạy ra là khoảng hơn $2,000 một chút xíu anh Lân ha. Mời các bạn vào coi một chiếc xe trong những chiếc xe có đang tại showroom. Đây là chiếc VF8 Plus. Với phiên bản Plus thì chúng ta có cái moonroof ở trên này và đồng thời là cái hệ thống cập nhật ở trong phiên bản máy vi tính ở đây cũng đã on, thấy không? Đó, rất là đẹp. Có tiếng Việt luôn nè. Tôi đọc và chấp nhận. Đó, các bạn bấm vào đây. Thế là cái chế độ mà nó đã turn on cái xe rồi. Đó, bấm là mở cốp tất cả các thứ ở đây. Chiếc này là coi như là sẵn sàng để giao rồi đó. Chiếc này là trong showroom. Đó, chắc chắn là showroom thì cũng sẽ có những cái tấm thảm xe. Cái đây là chỉ xe trưng bày cho nên là để miếng giấy bình thường thôi. Nhưng mà xe này sẽ có bộ thảm đi theo xe. Màu da bò. Xe còn thơm mùi xe, mùi mùi da. Phiên bản để Andrew mở lại cái này cho các bạn nha. Đây là nó mở cửa ra đóng nè. Bây giờ Andrew sẽ mở cửa này bằng cách là vua chân. Bây giờ chúng ta sẽ có chìa khóa ha, bỏ trong túi, đá vào xe này thì nó sẽ mở cốp cho chúng ta một cách rất là thoải mái. Các bạn đi chợ không cần phải vướng bận này, khi mà tay bồng tay bế như thế này, chỉ cần đút chân vào đây là nó sẽ mở cửa lên cho các bạn liền. Một là các bạn đóng cửa bằng đá, hoặc là các bạn có thể nhấn nút ở đây, hoặc là bấm trên remote. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm Onon-6 với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard. Điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883. Bây giờ mời các bạn theo chân Andrew vào phòng giao xe. Phòng giao xe thì nó nằm ở bên khu vực bên trái của cái showroom này. Phòng giao xe thì rất là đặc biệt là bởi vì nó được thiết kế riêng và mang tính rất là cá nhân hóa. Trong đó là nó có ghi bong bóng tên của người chủ nhân mới. Rồi nó cũng có bong bóng bên này. Andrew được biết bí mật cho quý khán giả là khi mà chủ nhân mới mua xe ở đây thì các bạn cũng có được sự lựa chọn là có được phép đem vào hoa hoặc là bông xịt, hoặc là có rượu sâm phan, và có luôn cả cái bánh ngọt nếu mà các bạn muốn đem đến để mà chúc mừng cho chủ nhân mới hoặc thành viên gia đình của các bạn. Các bạn cũng có thể đem gia đình đến đây nữa để mà chung vui với các bạn trong một ngày được nhận xe mới. Bây giờ chúng ta đi cửa này ra bên hông của phòng showroom. Vì cái phòng này là phòng dịch vụ service. Khi khách hàng đến tại đây thì khách hàng có thể đậu xe đã làm giấy tờ hồ sơ trong kia. Các bạn đậu xe ở đây, xong rồi các nhân viên của phục vụ các bạn ấy sẽ đem xe các bạn vào bên trong. Như chúng ta thấy ở đây có một dãy xe
của rất là nhiều khách hàng đem đến để mà được chăm sóc. Và ở trong kia thì cũng có một chiếc, hai chiếc xe tải nhỏ nhằm mục đích là phục vụ cho những cái hành trình di động. Nếu mà xe của các bạn có vấn đề gì ở trên đường thì đây là hai chiếc xe dành đặc biệt riêng cho việc dịch vụ các bạn. Đây là khu vực hãng xưởng dành mục đích riêng cho việc tu sửa và bảo trì xe. Như chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều nhân viên hiện nay đang chăm sóc xe cho khách hàng. Và ở đây thì nó có tổng cộng là 4 con đội ha, bên kia và bên này là 1, 2, 3, 4 và 5 con đội bên này. Những con đội này mục đích là nó giúp để mà nâng cái gầm xe lên. Và sau đó thì cái việc chăm sóc xe nó dễ dàng hơn. Khách hàng Andrew được nghe nói là có thể vào khu vực này luôn để tận mắt xem xe của mình được chăm sóc như thế nào. Và nhưng mà dầu vậy nó cũng có một cái điều kiện an toàn là nếu mà các bạn vào đây các bạn cẩn thận, tại vì nhớt có thể văng và dơ áo quần của mình, hoặc là các bạn có thể trượt ngã, cho nên điều đó không hề là khuyến khích, nhưng mà các bạn vẫn được phép cho đến để mà gọi là cận cảnh xe của mình được chăm sóc như thế nào. Hiện nay thì cái xưởng này vẫn chăm sóc xe xăng, thay nhớt xe các thứ. Và về xe điện đó thì cũng không có quá nhiều trong vấn đề chăm sóc. Xe điện thì chỉ có gọi là thay thắng hoặc là thay lốp thôi. Trong trường hợp xe mà lốp của các bạn mà bị lủng hoặc cán đinh đó, thì các bạn cũng được thay thế ở đây. Trong một số trường hợp là các bạn có thể được làm một phần cái gói bảo hành. Để được biết là cái gói bảo hành 10 năm 200 cây số ở Việt Nam thực hiện như thế nào, thì các cái tiêu chuẩn, các cái chi tiết bảo hành các bạn phải liên lạc với lại showroom tại nơi các bạn mua xe để được biết cụ thể hơn nha. Bây giờ chúng ta có thể thấy một lướt một vòng, xin lỗi cameraman, là sau khi xe của các bạn được chăm sóc xong á, thì các bạn sẽ được rửa xe miễn phí. Xe của bạn sẽ được tắm và spa ở trong đó nha, miễn phí. Đó là như vậy. Khi mà mình đi review xe cận cảnh như thế này á, thì các bạn mới thấy rõ được là cái xe của các bạn được chăm sóc như thế nào. Bản thân Andrew thì chưa có trải nghiệm qua cái việc chăm sóc ở đây, nhưng mà Andrew tìm hiểu thì cho biết rằng đó là cái cách mà VinFast đang cố gắng cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của VinFast. Và nếu mà tôi là một người mua xe VinFast tại Việt Nam thì tôi cũng cảm nhận được rằng là VinFast có thể có khả năng để cung cấp cái cam kết của họ. Bởi vì VinFast có cam kết rằng là chế độ hậu mãi và chế độ bảo hành của họ là hoàn toàn đúng như những gì họ nói. Và đây là lần đầu tiên mà Andrew review cái cơ sở bảo hành xe cho quý khán giả của Phố Porsche TV cận cảnh một cách không thể nào còn cảnh hơn được nữa. Và mong rằng các bạn thỏa mãn với những gì mà các bạn đang thấy hiện nay. Sau khi của xe của các bạn được service xong hết rồi á, thì nó sẽ được lái ra đây và đứng ở hàng chờ này để các bạn đến để nhận xe về. Và chiếc xe của các bạn cũng thì nó cũng sẽ rất là sạch sẽ. Sau khi nó được bảo trì xong sẽ được tắm rửa sạch sẽ hết và đứng chờ ở đây và các bạn đem xe của mình về. Đây là một trong những chiếc xe được đem vào để mà bảo hành. Trên cái trục lộ, đây là hướng Đông, đây là hướng Bắc và hướng Nam, thì nằm ngay góc này rất là tiện lợi cho mọi người. Có thể là các bạn cũng sẽ nhìn thấy một cách chi tiết hơn nữa ở trong cái phòng showroom này. Anh luôn nghĩ rằng đây là một cái mô hình showroom mà có thể đã được ứng dụng và cũng sẽ mở ra tại Hoa Kỳ luôn, trong cái cách thức phục vụ khách hàng như vậy. Và mong rằng là những khách hàng của Hoa Kỳ, trong những ngày mà các bạn nhận chiếc xe đầu tiên của các bạn, thì các bạn cũng sẽ có được cái trải nghiệm được chăm sóc xe như thế này. Và đó là những gì mà thông tin Andrew nhận được từ phía công ty VinFast để có thể cung cấp cho quý khán giả của Phố Porsche TV. Đây là tờ thông tin VinFast chương trình lái thử xe ô tô điện VinFast Nguyễn Văn Linh. Đây là thông tin mà các bạn có thể liên hệ với vinfastauto.com,
số điện thoại 1-900-232-389. Các bạn liên lạc để có thể lái thử xe. Cảm ơn em rất nhiều nha. Em cảm ơn anh ạ. Hẹn gặp lại. Chúc may mắn và bán thật nhiều xe nha. Bây giờ qua bên kia thử lái. Trước khi đi thì chúng ta phải release cái cần này nha. Trước khi các bạn rút cái cọc sạc ra đó thì ở trong cái màn hình á, nó một cái nút nhỏ nó để là dừng sạc hoặc là stop charging. Nhấn nút đó thì các bạn mới tháo được cái cửa ra để cắm vào cọc sạc. Cái điều đó nó giúp cho chúng ta như thế nào? Là trong trường hợp mà có những người nghịch đó, họ thấy mình đang sạc, họ rút dây điện ra thì nó không hoàn toàn không thể rút được. Tại vì ở trong xe nó có một cái khóa. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta phải bấm nút nhả khóa từ bên trong thì mới thể rút chậm sạc ra được. Xin chào. JJ Cashback, hệ thống cashback giúp người dùng tiết kiệm khi ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ có trong hệ thống. Có hoa hồng khi người dùng giới thiệu bạn bè và người thân đăng ký. Không cần vốn, vẫn kiếm được tiền, không cần xài, vẫn có tiền. Hãy cùng Tường Vi scan QR code để đăng ký miễn phí hôm nay.